Tri bắt đối tượng nghi ngáo đá chém nhiều người bị thương, một thanh niên có biểu hiện ngáo đá đã dùng búa chém người. Trong lúc truy bắt, hai chiến sĩ công an và dân quân bị thương. Chiều ngày 27 tháng 1, Công an thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự Ngô Vĩnh Quý, sinh năm 1991, ngụ xã Long Thuận. Thị xã Gò Công để điều tra làm rõ về hành vi dùng búa chém trọng thương ba người tại quán giải khác. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, chị Kiều Ngọc Hân, sinh năm 1992, ngụ thành phố Cao Lãnh. Tỉnh Đồng Tháp đang uống nước tại quán du thuyền thuộc xã Long Thuận, thị xã Gò Công thì Quý có biểu hiện giống như đang ngáo đá. Mang theo một cây búa bất ngờ xông vào quán chém liên tiếp nhiều nhát khoảng 4 đến 5 cái vào đầu và người của chị Hân gây thương tích. Chị Hân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị nứt sọ não. Công an thị xã Gò Công lập tức đến hiện trường truy bắt Quý để ngăn chặn Quý tiếp tục gây nguy hiểm cho người khác. Tuy nhiên, Quý cầm búa cố thủ, đe dọa ai bước đến gần sẽ chém chết. Khi thấy công an, Quý bỏ chạy nên nhiều công an đã xông vào khống chế. Trong lúc truy bắt, Quý dùng búa chém một chiến sĩ công an trúng vào đầu. Rất may, nhờ có nón bảo hiểm nên chiến sĩ này chỉ bị thương nhẹ. Ngoài ra, một dân quân tự vệ cũng bị quý chém gãy xương sườn. Căng nhăn vì vợ đi với trai lạ, chồng bị người thứ ba đấm đá túi bụi. Bắt gặp vợ cùng một người đàn ông lạ nên xông đến mắng mỏ nhưng đã bị người đàn ông kia đấm túi bụi vào mặt clip quay lại sự việc ở Hồ Tây, Hà Nội đã nổi sóng trên mạng xã hội. Hiện vẫn chưa rõ đây có phải vụ xô xát do ghen tuông. Theo đoạn clip, sau khi bắt gặp một người đàn ông lạ mặt chở vợ và con mình trên đường, người chồng lao lên chặn đầu xe, lớn tiếng chửi bới. Người chồng cho rằng kẻ thứ ba kia đã phá hoại gia đình mình, dọa sẽ gọi công an giải quyết. Trước lời mắng mỏ gay gắt của anh chồng, người đàn ông kia vẫn tỏ ra khá bình tĩnh. Lúc này, người phụ nữ bước xuống xe can ngăn, yêu cầu chồng đi về. Sau đó, Chị vợ bỏ lại hai người đàn ông lời qua tiếng lại để chạy ra xem tình hình của đứa con. Người chồng đã lên xe máy chuẩn bị rời đi nhưng người đàn ông bị cho là nhân tình kia vẫn lớn tiếng cự cãi lại. Bực tức, anh chồng bước xuống xe lao lên vỉa hè định tiếp tục đôi co thì bị người đàn ông kia đấm đá tới tấp khiến ngã nhào xuống đường. Chứng kiến vụ xô xát một số thanh niên và người đi đường đã xuống lại can ngăn. Tuy nhiên, do bị đấm trúng mặt nên người chồng bị thương nhẹ, chảy máu. Sau vụ ồn ào, gã đàn ông thấy người quay clip còn quay lại chỉ tay yêu cầu xóa đoạn video nhưng không được. Sự việc trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người xôn xao. Không rõ đầu đuôi sự việc ra sao nhưng hành động vùng nắm đấm đánh người của gã đàn ông đã khiến nhiều người bức xúc. Đoạn bị hai tên cướp giật dây chuyền một lượng vàng, người đàn ông ngã sóng xoài, kéo lê 4 mét trên đường. Khi đang chạy xe máy trên đường, người đàn ông bị hai đối tượng áp sát, giật dây chuyền đeo trên cổ khiến ngã xuống đường, ngày 27 tháng 1 Công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, cho biết đang xác minh điều tra vụ cướp giật dây chuyền xảy ra trên địa bàn huyện. Theo VOV, thông tin ban đầu, chiều ngày 26 tháng 1, anh DNT, SN1986, huyện Củ Chi, chạy xe máy trên đường tỉnh Lộ 7, xã An Nhân Tây, từ một quán ăn về nhà. Trên đường, anh T bị hai thanh niên đi xe máy áp sát, giật sợi dây chuyền trên cổ. Cú giật mạnh khiến anh tê ngã và bị kéo lê trên đường gây trầy xước ở cổ, chân và tay. Anh tê nhanh chóng đuổi theo, tri hô nhưng hai đối tượng đã phóng xe tẩu thoát. Được biết, sợi dây chuyền bị giật có trọng lượng hơn một lượng vàng 18K, trị giá khoảng 50 triệu đồng. Clip đứng trước nhà nghe điện thoại, cô gái bị hai đối tượng cướp túi sách chứa 50 triệu đồng. Khi đang đứng trước cửa nhà nghe điện thoại, hai thanh niên chạy xe máy qua đã cướp túi sách chứa 50 triệu đồng của cô gái. Chiều ngày 27 tháng 1, đoạn clip ghi lại cảnh hai thanh niên giật túi sách của cô gái được chia sẻ trên mạng xã hội gây xôn xao. Theo tiền phong, tối ngày 26 tháng 1, chị N.T.K.N. sinh năm 1995. Ngụ Bình Dương đang đứng trước cửa nhà ở đường cách mạng tháng 8 thuộc khu Lò Chén, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, nghe điện thoại. Lúc này, chị N để túi sách trên yên xe máy chứa 50 triệu đồng bất ngờ có hai đối tượng chạy xe máy tiến tới giật chiếc túi sách rồi tăng ga tẩu thoát đoạn clip khi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng nhiều người không khỏi bức xúc trước hành vi trộm cướp táo tận trên gần tết rồi mọi người giữ tài sản cẩn thận trộm cướp càng manh động táo tận quá bất cẩn lơ là một giây mà mất cả số tiền lớn khổ thân quá mong mọi người cận tết ra đường đi đứng cẩn thận cất kỹ túi sách điện thoại nhé